Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất thế rất là đẹp. Đây, các bạn thấy quả rất là sai. Vườn này thì có khoảng tầm 200 cây. Và mình sẽ tiếp tục để số điện thoại ở phần trên màn hình để quý vị các bạn có nhu cầu mua. Các bạn nhớ điện vào số điện thoại đấy. Vườn này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Nghệ An các bạn nhé. Mình dẫn quý vị các bạn đi một vòng để tham quan vườn quất này.